Sáng ngày 10 tháng 10, đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Đăng Hợp, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trung tâm Học tập Cộng đồng thị trấn Mậu Khê và xã Kim Sơn. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tình hình hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng trong địa bàn huyện nói chung và hai trung tâm học tập cộng đồng của hai địa phương nói trên. Được hình thành từ năm 2007, đến nay, toàn huyện đã có 21 trên 21 trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, thị trấn. Tuy trong quá trình hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các trung tâm học tập cộng đồng của huyện đã có nhiều giải pháp như tổ chức biên soạn chương trình, nội dung học tập nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn của các trung tâm học tập cộng đồng. Từ tháng 10 năm 2012 đến nay đã tổ chức được gần 1.000 lớp, hội nghị tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phổ biến chính sách pháp luật, thu hút gần 100.000 lượt người tham gia. Kết thúc buổi làm việc, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo đã ghi nhận những hoạt động tích cực của các trung tâm học tập cộng đồng và mong muốn các trung tâm huy động mọi nguồn lực nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả trong hoạt động. Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, đoàn công tác đã đến tham quan mô hình phát triển kinh tế đã được tham gia lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật tại xã Kim Sơn.